nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc có cơ hội kết nối giao thương và hợp tác kinh doanh trực tiếp tại Hà Nội. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Vụ Thương mại Đối ngoại Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức hội nghị giao thương và ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Đã có hơn 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Trung Quốc đang là thị trường trọng điểm về xuất khẩu và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch hai chiều luôn có những đột biến, nhiều lần vượt các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Với những điểm tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán cũng như vị trí địa lý thuận lợi đối với Việt Nam, Trung Quốc luôn là một trong những thị trường lớn và đầy tiềm năng của Việt Nam. Kết thúc hội nghị, các doanh nghiệp hai nước Việt Nam Trung Quốc đã ký kết các hạng mục đầu tư. Việc ký kết được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, tăng cường khả năng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, cũng như thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam.